Xin được mến chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong tháng 1 cũng rất là khả quan, tài lộc vững chắc khiến cho các con giáp khác phải ghen tị. Tuy nhiên, giàu có cỡ nào cũng không nên cho người khác vay mượn tiền, nếu không thì chúng ta vừa mất tiền lại vừa bị mất đi tình cảm. Hơn nữa, năm nay có thêm lưu niên đào hoa tình, cho nên những gia chủ tuổi Mão sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những ý định hay là kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng rất khả thi. May mắn đó là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân thì sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay chúng ta đã trở thành nên đôi nên lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn đời của mình. Vậy thì những điều nào đã tạo nên may mắn cho những gia chủ tuổi Mão thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây để nắm rõ hơn quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi Mão tháng 1 âm lịch năm 2022, trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn thì quý vị cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng nên bắt đầu với số vốn nhỏ mà thôi, tránh phô trương kẻo hao tổn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc, trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng đầu năm khối lượng công việc ít cho nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồ sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn, kinh doanh thì nên cân nhắc, sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tổn. Không thu hồi được vốn và tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cũng cần phải hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Mão trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cho cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Các gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng đầu năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Mão nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mão. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạnh nên những người đã có gia đình cần phải chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo, rất dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm 2022, tuổi Tân Mão sinh năm 1951.
người tuổi Tân Mão đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Tháng này, gia đình có thể xảy ra nhiều bất hòa, cãi vã. Là người lớn tuổi, các bác hãy đứng ra giảng giải, hòa hoãn con cháu, đem lại hòa khí tốt trong gia đạo. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Quý Mão vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mê mải, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cũng cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể của bản thân. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bước sang tháng đầu năm 2022, người tuổi Ất Mão hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình thì cuối cùng bạn vẫn giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Với người tuổi Đinh Mão, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến cho người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý đó là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Các bạn Kỷ Mão đa phần đều đã rời khỏi ghế nhà trường và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến cả hai bạn buông tay. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát về quý vị tuổi Mão thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng.